À, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay nông cơ Nguyễn Châu em sẽ giới thiệu cho mấy anh em một con Yanma B12-1U. Đây, thì cái dòng này là cần siêu dài nha anh em. Đây, thôi em sẽ cho anh em xem cái cần này nó dài cỡ nào. Đây, này nó đang xài cái gào là 40. Ngang 40. Cái cần này, cái tia am của nó nè. Anh em thấy nó dài khủng khiếp không? Đó. Em này là em chưa chổi ra hết nha, em còn khúc ti nữa đây nè. Lâu lâu lọt vô một con u này, nó cần nó dài. Nó mini, nó nhỏ mà nó dài, nó mạnh. Cái này nó xài cái 3T72 nè. Con này hàng em đấu giá về nha. Nè, 9379 nè, số quá đẹp luôn. Đây nè. Yanma nè. B12 nè, -2U, -2U nè. Đây nè, mã số đấu giá nè. Số seri máy nè. 769 giờ nè, ha. Đó, tất cả những cái chi tiết luôn đó. Hàng đấu giá thì nó chất lượng rồi. Tại vì hàng đấu giá là mình được thử anh em. Đây, chân gầm đây nè. Đây, nhông hành tinh. Đề cao là nó xài nhông nha. Nó rửa nó chưa có sạch lắm. Anh em nào ấy thì em dọn sơ lại là ok thôi. Này xe cuốc mà nó về cỡ này là anh em biết rồi. Dữ dằn cỡ nào rồi. Đó, chân rất là đẹp luôn. Nguyên riêng luôn. Rất là đẹp. Đây xích nè. Xích này là bây giờ hiện em đang có bán mới nữa nha. Nhớt điên được. Cần chàng ti đồ là không thấy chê chỗ nào được. Rất là đẹp. Con này thì tay lái nó nằm ở trên đây, nằm ngay cái công tắc luôn, bởi vì anh em thấy nó rất là nhẹ, nó giống như thủy lực vậy đó. Nó rất là nhẹ tại vì nó nằm ngay cái công tắc để nó truyền đi luôn mà. Nó không phải nó xài thước như là kéo xuống mà là nó xài ngay trực tiếp ở đây luôn, thì nó hầu như nó y chang như là thủy lực vậy đó, tại vì nó kéo trực tiếp trên đây mà nè. Đó anh em thấy không, rất là nhẹ và chuẩn. Đó khóa dần lên làm để dở dùm cái cabo lên đi lên. Cho anh xem cái máy nè, cực kỳ luôn, máy là không thể chơi vào đâu được, đã ghê không, đèn thui, cái chi tiết rồi nè anh em thấy không, được dầu rồi, nó còn mới cỡ này thì nó ít xài đây, hả anh em thấy không, quá đẹp luôn, 3TN72, rất nhỏ, được không? Nó xài ngang với những cái con xe lớn luôn, nhưng mà nó bỏ vô cái xe nhỏ để nó ăn gian cái cần dài, bởi vì cái đời này là cực kỳ hiếm luôn. Nói chung là vừa nhỏ gọn cho anh em chui vô hốc hẻm mà nó vừa đạt được cái công suất mạnh theo yêu cầu của anh em. Đó, theo yêu cầu của xe lớn. Đây những cái thông số kỹ thuật của nó đây. Tải trọng nặng nè, hết này là học công nghệ đây. Ghế anh em thấy không, rất là đẹp. Thường thì những cái chỗ này là nó sầu lắm, cái này nó rất là đẹp, ít xài. Đây nè, 769 giờ. Đây nắp dầu. Ủa này, cái nắp dầu này cho dặn được lên như nó chịu phá gì. Phải của nó rồi, chìa khóa nó mất. Để thôi bỏ đi để hơi đi kiếm nắp dầu khác luôn. Này là ga. Ga xuống đây, em giật cái xuống này nữa là tắt nè, để giờ là nó ga ti nè. Đó. Rồi nổ máy chích nhẹ thôi, nó nhẹ là con này nó cực kỳ luôn, nhẹ là nổ mà. Không cần phải. Thấy không? Chích nhẹ lên là nổ mà. Nó biết nhỏ dễ nổ. Nè em thấy không, dối hết cái cần ra đi lên, dối hết cái cần ra đó, rồi hạ xuống đó, thấy không, nó dài phải gần gấp đôi cái xe, dài ghê không. Rồi ok, đóng cái làm xuống rồi, đóng cái làm xuống rồi. Mạnh đi không, con này thì cực kỳ rồi,
Ê, nó ngực ra sau luôn á, cái cần nó dài lắm. Rồi để tới đi, lôi đi. Rồi, rồi mày bẻ qua luôn, mày bẻ qua là nó qua luôn, bẻ giống bữa. Ừ. Không? Mạnh ghê không? Đó là mới để gan ti thôi đó. Mày hạ thấp xuống miếng. Hạ thấp xuống, à đúng rồi đó. Còn nó cao quá là nó trên, à, thấy không? Không, mày quay lại đi, quay lại chổng lên để chạy bánh xích đó. Để ra đây cho nó động. Rồi. Thứ này thì nó mạnh ghê lắm. Rồi cao. Nhỏ gọn, máy mạnh. Nó đi cái máy như là của những cái con xe lớn luôn đó nha anh em. Con 3T72 thì anh em thường là thấy nó nằm trên con Mitsubishi 20 là nhiều. Thì đó, cái động cơ. Bởi vậy nó mới ăn gian cái cần dài nè anh em. Đó. Đó, xài nhông hành tinh luôn. Con này thì bên em bán cực kỳ dạy cái dòng này. Xài cực kỳ bên. Anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em. Bắt đang ấy. Đang ra. Con này nó hàng đấu giá mà, đầy đủ hết á, điện đèn còi xi nhan đồ ok hết á. Đó, anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0913948706 hoặc là 0972547272, em sẽ báo giá cụ thể và phí ship về tới nơi cho anh em. Đó. Rồi thôi em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Xe quá đình đám.